xin chào tất cả các bạn buổi sáng. Các bạn có khỏe không? Hiện tại thì em đang đi ở trên cái con đường để đi tới cái khu thành phố. Vào mùa thu á, mát mẻ quá trời luôn. Em đi đâu em cũng muốn đi bộ hết trơn á. Thì bữa nay sẵn tiện là đi bộ để cho các bạn khám phá đường phố và khung cảnh lá vàng mùa thu nha. Em á, thì thường cũng hay đi cái tiệm nhỏ này dữ lắm. Thành phố nhỏ này nè. Lên đó, chạy lên đó, mua xong cái đi về. Em cũng không có quay được để chia sẻ cho các bạn cái khu phố nhỏ ở trên đây. Thì bữa nay sẵn cái mùa thu, em đi bộ, đi cũng mười mấy phút mới tới các bạn, cũng hơi xa lắm. Nhưng mà tại sẵn đi thì cũng như mình tập thể dục luôn. Và cho các bạn xem cảnh xung quanh cái nơi mà em đi bộ á, cho các bạn xem kỹ, chứ thường đi xe rồi cái lên rồi chạy về nên không có quay được cho các anh chị em xem. Shop này nó nhỏ nhưng mà nó bán đồ á, nó gọn ghẻ, nó sạch sẽ đó, nó cũng mắc lắm các bạn. Mà ở trên đây thì nó bán những cái món đồ em cũng thích, nên nhiều khi mình đi những cái shop bự chứ mà không có có, thì đi cái shop nhỏ này lên đó thì em sẽ quay vòng vòng cái khu phố cho các anh chị em xem nha. Bây giờ lá mùa thu á nó vàng đẹp dữ lắm luôn, thì đi tới đâu thì quay vòng vòng cho các bạn xem ha. Em mời các bạn cùng em để mình đi bộ dài dài lên tới cái khu phố nha các bạn. Bây giờ em đang đi trên con đường để mình đi đến Linh Đình Tree John Wood nha các bạn. Hai bên đường các bạn thấy không, lá nó chuyển vàng rất là đẹp luôn ha. Mùa này á, đi đâu thì em lại thích đi bộ hơn là đi xe, bởi vì trời nó mát lắm. Mùa hè thì mình đi bộ á, thì nó cũng nực nổi và nó mệt mình á. Còn mùa này á, thì đi bộ thì nó thoải mái lắm. Cho nên đi đâu mà khoảng mười mấy phút thì em đi bộ. Đi như vậy á, cũng giống là mình đi tập thể dục luôn. Ở bên phía cái nhà trắng trắng đó đó là cái nhà thương, cũng nhỏ lắm, cho những ai mà ở cái khu vực ở đây á, đi nhà thương nó gần. Mùa này á, đi đâu á, rất là thoải mái luôn, như là ai ở Việt Nam hay là bất cứ nơi đâu á, đi du lịch qua đây vào mùa thu hoặc mùa hè thì cái mùa của nó rất là đẹp luôn. Chứ còn đi mùa đông á, thì qua đây không quen á, chịu không có nổi cái cảnh lạnh. Như những ai mà ở nước ngoài mà ở lạnh á, thì qua đây mùa đông thì cũng được. Chứ còn như Việt Nam mình quen cái giống như nó nóng á, mà qua đây mùa đông á, là chịu không nổi cái mùa lạnh luôn. Bữa nay á, em đi được đi bộ như vậy nè, để em mới quay được hết cái con đường mà em đi lên tới cái khu phố. Chứ còn mà lên xe đó thì em không có quay được cho các anh chị em quay cái chuyến đường mà em đi được. Bữa nay vừa đi và cho các bạn ngắm cảnh luôn. Ở đây thì cũng thuộc là thành phố nhưng mà nằm bên trong chút xíu của thành phố lớn á, nên các anh chị em thấy là nó không có đông vui nhộn nhịp ha. Mình ra đúng cái điểm mà cái trung tâm mà thành phố lớn á, thì rất là nhộn nhịp luôn, mà từ đây thì ra đó thì cũng không có xa lắm nữa. Cũng sắp đến cái khu phố rồi các anh chị em ơi. Sống ở đâu nước nào cũng vậy nha các bạn, cũng có một cái khu vực thì sang trọng, khu vực thì bình dân. Như ở đây là một cái khu vực này cũng sang lắm các bạn, đồ ăn đàng hoàng và cũng mắc lắm. Cứ loại cà luôn nè.
phí á, mà đủ loại luôn nè, đủ loại phí luôn. Rồi bây giờ tới gần tới Halloween á nên bán phí đỏ nhiều lắm. Giá nào cho nó giảm luôn. Họ nhiều loại quá trời luôn nè. Nhiều loại luôn. Nhiều loại em chưa bao giờ thấy luôn á. Ngay chỗ đây á, có cái quán ăn mở nhạc quá trời lớn luôn á. Có cái anh này thì để cái bàn ở phía ngoài bán như là đồ ăn vặt á, cho người ta đi chợ ăn vào buổi sáng. Như là có lạc xưởng, rồi khoai tây chiên. Thì tất cả những cái món ăn của người Tây ăn sáng á. Thấy ở trên đây á, đồ ăn shop hay là hoặc bán ở bên ngoài ven đường á, thì đồ ăn cũng thấy ngon và nó sạch sẽ, nó gọn lắm. Các chị em mà đứng xếp hàng á, ở đây mình mua cái gì thì cũng phải đứng xếp hàng. Rồi mình mấy người này đi thì mình tới mình. Thường thì lên đây cái chạy lên à, không có chia sẻ cho các bạn trên đây. Bữa nay thì đi bộ thì chia sẻ cho các bạn vòng quanh đây. Trên đây thì có một cái khu vực nhỏ nhỏ này để cho những người mà họ sống xung quanh đây á, đi ra đây đi chợ thôi. Thì có một cái tiệm chút em vô. Em vào cái tiệm để mua ít bánh mì, bởi vì nhiều khi cái tiệm lớn chứ mà nó không có. Tiệm này thì thường em hay mua bánh mì ngọt, rất thích lắm. Người ta bán sushi nữa nè. Các bạn thấy không, vô hộp đồ rất là gọn ghẽ luôn. Nó sạch và nó nhìn bắt mắt lắm. Nên cái tiệm này đồ ăn không có ghẻ. Như người ta vô hộp sẵn là mình về mình ăn á, một hộp vậy mà 13 đồng mà 90 phi thì chạy ra là cũng 400 mấy ngàn của Việt Nam mình một hộp như thế này nè các bạn. Vào đây á, thì nhạc quá trời nhạc luôn. Với lại quay em cũng không biết người ta có cho không nên không có dám quay nhiều. Rồi quay một chút xíu ở trong đây để cho các anh chị em biết là trong đây cũng cái shop nhỏ thì cũng bán lặt vặt, đồ ăn liền. Các loại bánh ở trong đây á, em thích dữ lắm. Bánh mì ngọt loại của Pháp và nhiều loại bánh của mỗi nước á, đều bán ở trong cái shop này. Các bạn thấy bán quá trời đủ loại lạc xưởng luôn á. Em thì cũng chưa có ăn qua nữa. Mà các bạn thấy bán rất là sạch sẽ ha. Cái này là chi nè. Cũng quá trời loại chi luôn. Shop này nhỏ nhưng mà đồ ăn cũng bán nhiều lắm. Nhiều món để mình ăn vặt nè. Những loại bánh này cũng rất là ngon luôn. Một bịch vậy là chạy ra chắc là cũng 150 mấy ngàn á. 5 đồng 99. Này là bánh mì ngọt nè. Các anh chị em nó có chocolate ở bên trong. Và có loại thì không có chocolate cũng ngon nữa. Em thường đi lên đây là mua bánh này nè. Ở trên đây á, thì nhà hàng với quán ăn nhiều lắm ở trên đây luôn. Bây giờ mình đi đâu thì cũng thấy bàn ghế bên trong, nhưng mà cũng phải có một số ở bên ngoài ha. Chỗ nào cũng vậy hết trơn luôn á. Từ con đường hẻm cho tới cái đường lộ lớn. Có cái nhà hàng hoặc quán nước thì nhà nước đều cho
cái tiệm mà để bàn ghế bên ngoài để cho khách ngồi. Đi vài vòng nữa để cho các bạn xem hết một cái khu phố ở Linh Đình ở đây. Έβαλα το σπετσόν την άλλη γραμμή. Trời luôn, rất là đẹp luôn. Em mới vừa đi vô cái shop xong, đi ra quay vòng vòng cho các anh chị em xem. Vòng vòng chỗ mà thường em hay đi chợ mua bánh mì. Cái shop mà đi một vòng cho các bạn xem hết ở đây luôn. Ở đây mấy cái số thì nhỏ nhỏ không à, để mình mua lặt vặt. Trời lạnh rồi đó thì sẽ đốt qua lửa lên vậy nè để cho người ta ăn rồi nó ấm quá, thấy ấm quá ha. Hai bên đường ăn vui ghê luôn á. Em đi tiệm nhỏ thì sẵn tiện em quay một vòng đường lộ cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Đó, bye bye.